Xin chào tất cả anh em nhá. Đây, anh em ạ, vừa đi giúp ruộng về làm một ít tiết canh, với cả hôm nay mình làm lạp ăn anh em ạ. Đây là một miếng lạp sống ăn. Đâu rồi được ăn đây này. Đấy, hôm nay là làm miếng thịt bò tươi. Đấy, làm lạp sống ăn. Đấy, làm ít tiết canh với cả phịa. Đấy, làm lạp với cả tiết canh không phải thiếu được phịa anh em ạ. Đấy, làm hai gói túi phịa. Đấy. Làm bát tiết canh thôi. Hôm nay thì ăn tiết canh là một bát thôi để ghém lạp ăn. Đấy. Tí là đi hái rau cỏ vườn của mình ấy, bây giờ nên ăn rồi anh em ạ. Rồi, rửa đã. Rửa giấy đi, băm ra, xào đi. Làm một bát tiết canh. Ghém lạp sống ăn. Đâu rồi còn được ăn lạp. Từ ăn mùng 2 tháng 9 đúng không? Lạp con trâu của mình thôi. Ây xa, ok. Làm một bát tiết canh một pịa ghém mà lạp sống ăn xem nào. Đấy, thái ra mỏng vào nữa với một ít hoa chuối nữa là ok ngay. Rau mùi thì mình có ok rồi, vườn mình nên ăn rồi anh em ạ. Có một cái vườn nhỏ thoải mái ăn rau cỏ rồi, đỡ phải đi xin với cả đi chợ. Cái tỏi xào với thịt lên này thơm hương phức, đánh cái canh nó mới ngon được. Okay. Đấy là món lạp thì cho ít hoa chuối vào anh em ạ. Đấy, hoa chuối với cả da thui, thui da rồi luộc lên một tí. Đấy, thái vào. Đấy, ok anh em ạ. Hoa chuối cho một ít thôi vợ nhỉ. Đấy. Thế thôi, vợ chồng mình ăn. Vợ chồng mình ăn. Thôi, thôi, thôi. Với lại là phải có hoa chuối một tí. Nhưng mà không cho hoa chuối thì kiểu nó thịt nó hơi căng quá, đúng không? Đấy, cho hoa chuối vào này ăn nó cũng ngon. Đấy, anh em ạ, làm món lạp sống thì phải... thịt nó phải tươi ngon. Đấy, thịt mông của nó hay là thịt thăn của nó. Đấy, thịt xịn của nó với làm lạp với ăn sống được, còn thịt thường thường thì nướng tái hay là luộc chẳng pịa thôi anh em ạ. Đấy, mình phải chọn là thịt mông, thịt thăn của nó, nhất là thăn tròn của nó đấy, ăn ngợi luôn. Đấy, mình thái ra như này này, tí là cho lá phát van vào, là cho hoa chuối với cả rau cỏ ABC và đỡ ớt tỏi vào nữa thì cắt cơn thôi. Đâu rồi không được cắt cơn món tái này, món sống này. Mình phải chọn con bò, con thịt ngon mới ăn được. Nhà chồng mình hay ăn sang mỏ đấy nhỉ. Mà hôm thường thường cứ suốt ngày để ăn măng với cả ăn rau cỏ. Hôm nay làm
món là tươi tí. Thì đầu... một tuần cũng phải một món thịt chứ. Đau rồi không được ăn đúng không? Bật lên rồi đấy. Ai, ok chưa anh em? Đấy, thịt này hoa chuối này, tí là thái ra vào một tí nữa là ok luôn vừa ạ. Đấy, hôm nay là mình làm hơi nguyên nguyên ra một tí, ăn nó cái gì to quá là hơi ngán đúng không? Đấy, cho một ít da vào. Đạt thì không cho nữa nhỉ vợ nhỉ. Cho da vào thì thôi. Là món xào tiết canh anh em ạ, để nó thơm phức phức lên, ăn nó mượt mỏ. Đấy, ớt tỏi vào để nó mùi lên, nó phức phức để nó xém vào. Làm hôm nay thì làm bát nhỏ thôi, với cả một bát tiện nữa là ok thế thôi. Đấy, ok anh em ạ. Đấy, nó xém vào như này này này, nó mùi phức phức được. Đấy, đánh cái canh nó phải xém, ăn nó ngon. Rồi anh em ạ, món pịa đây. Ui ôi, bọt sôi lên hết rồi anh em ạ. Đấy, pịa nó phải bọt lên thế này, nó ăn nó xuống. Xanh đè anh em ạ. Mùa này ăn dơm mà ăn dơm rồi đấy, đến dơm mà mùa này ngon lắm, thơm phức phức luôn. Đấy xa. Rồi có pịa ăn rồi. Đấy anh em ạ, cho muối mì hòa tan đi. Cho cái ít súp đi nhỉ, ăn ngon. Rồi, ok, gọi anh Đức đi. Anh Đức bảo sao? Anh bảo tí nữa xuống. Chắc là hôm nay 5 tiết à? Bây giờ 11, gần 12 giờ chắc tí xuống à? Gọi anh ấy. Rồi anh xuống lên cơm một chiều hôm nay lên lớp cả ngày à? Chắc là cả ngày đấy nhỉ, hôm nay thứ hai mà. Bảo đây điện với anh ấy. Anh ấy bảo ok chưa? Anh ấy bảo là ok. Bây giờ cũng gần 12 giờ rồi đấy. Mình đặt mâm là chờ anh ấy là ok đấy. Nhưng mà anh ấy xuống này. Rồi đấy anh em ạ, tất cả ABC. Đây, hoa chuối. Đây, rau mùi. Các loại rau mùi. Đây, thịt này anh em này. Đấy, thịt nó phải đỏ chót như này. Đấy, bây giờ làm lạp sống được. Đây, da, ớt tỏi. Đấy, tí là ghém pịa vào nữa thì quá là ok luôn. Đấy, có cả đá phát ban. Xì đây, cho hoa chuối tan ra. Được chưa? Này anh Đức bảo xuống bảo thích ăn tiết canh với cả pịa với cả làm một món sống. Thế này điện nó không xuống thì cũng chịu thôi đúng không? Ngon lắm, cái này thì cái này phải 1-2 cốc. Món tươi như thế này. Ê anh em ạ. Lạp mình đã xong, nào thử muối mì xem là nó có nhạt hay như thế nào. Ôi, quá là tuyệt vời này này anh em này. Xấu chưa?
Rồi xin mời tất cả anh em nhá, thử muối mì anh em ạ. Tuyệt vời. Ok đấy. Nào cho cái này vào nha. Đấy, từ anh Đức lên xuống là cắt cơn luôn rồi. Đấy, làm một bát tiết canh để lái anh Đức xem nào, đau lắm rồi anh em không ngồi với nhau. Một người là người nhà nước, một người là nông dân thì làm gì suốt ngày ngồi với nhau được đúng không? Năm nay hình như là muốn gặp anh Đức hơi khó. Khó rồi. Sợ mai mốt sửa tên hiệu trưởng ý. Ông cũng chịu khó lắm bây giờ. Phấn đấu lên hiệu trưởng cơ mà. Gần 2 tháng rồi không được gặp anh ấy. Rồi OCK. Tí đông cứng. Đấy, cái canh bò. Rồi, món pịa đây. Pịa đã xong anh em ạ. Đấy, chỉ chiến đấu thôi. Rồi đặt mâm chờ anh Đức thôi. Vâng ạ. Đóng cái mâm xuống đi. Xin mời tất cả anh em nhá. Hôm nay anh Đức xuống rồi anh em ạ. Nhiều việc quá. Hôm nay 5 tiết à anh Đức. Nói cho khỏe anh nhá. Ôi, xin mời tất cả anh em ăn cơm cùng gia đình mình nhá. Nào, đây anh Đức. Không có gì ăn, hôm nay làm một ít chất tanh. Gọi anh xuống với em tí đâu rồi anh em mình. Hơn 2 năm rồi nhé. Tóc râu ria dài ra nhé. Này tóc dài, râu cũng hỏng ra 2 năm rồi. Chắc nhiều việc lắm anh của này. Rồi, lên anh Đức. Tiết canh nó cứng. Tiết canh quá ok luôn anh Đức ạ. Rồi đi đi. Đây tỏi ớt. Ớt này ớt có mỗi một quả này, sao đủ ăn. Ừ thôi em cho vào cái này đủ hết thôi mà. Cái kia để dành anh cắt cơn thôi. Rồi món lạp tươi của anh em mình này anh Đức này. Đấy đến đi. Hồng tươi xuống cho. Một lọ đấy lắm. Ở đây một lọ luôn anh ạ. Rồi cho đây này. Món pịa với cả tiết canh chung lộn vào nhau. Rồi xin mời tất cả anh em nhá. Món lạp sống của anh em mình. Hôm nay muối mì của chú anh ok đấy. Không chê, hôm nay không chê. Ok không? Thì hôm nay nắng, trời nắng nó khác đúng không? Nó khác, khác khí hậu mà. Con khỉ kia chưa sang à? Con khỉ chắc là phải đang phơi thóc. À thế à, nhiều việc như này. Đây là đá hạt dổi đây này, anh Đức này. Đấy, thì em là lạp với cả thiết canh. Quá ok luôn đấy, rau đấy. Con khỉ của mình nhà thì nhiều ruộng ấy. Ờ, nhiều ruộng. Mình thì ít ruộng thì mình làm tí xong. Ừ, không chia anh em mình gì. Ăn à, mình thôi. Ờ, rau cỏ mới này này, anh Đức này này. Đấy, đầu xuống bản cái gì cũng mới ra hết thế này. Đấy, đá phát ban nó cũng mọc mới ra hết thế này. Đấy. Lâu lâu mới được xuống thăm chú anh thì có nhiều món ngon phết nhà chú anh nhà. Đấy, bây giờ thì đá phát ban trước kia mình ươm bây giờ có nhiều ra rồi. Anh Đức ạ, thoải mái ăn, đá phát ban trồng thoải mái, hôm nào anh mang đây hai trồng hai cơi đi. Đấy để anh em để cắt cơn. Thì phòng khi chú anh lên thăm thì không có. Ờ đấy, ăn cá gỏi cá nhảy. À, đồ sống phải có đá phát ban. Rồi, lên anh Đức. Cái này phải dùng thìa anh Đức ạ. Còn nước cốt nó nóng người được. Đấy. Tràn pịa vào chưa ạ? Thơm tí. Quá ok, pịa quá ngon. Kiểu mình xong nương, xong với cả xong ruộng ấy thì ăn uống nó thoải mái hơn. Không đau đầu, với lại là ăn uống kiểu đằng sau kiểu nó kiểu không ấy. Không cứ vào đúng không? Ai mời tất cả anh em nhá, này tiết canh đông cứng anh em ạ. Mà quá là tuyệt vời luôn này. Vừa nghĩ phải đi làm thì nó luôn không trôi cho anh ạ. Đấy, tràn pịa vào anh Đức ạ. Anh thì anh thích pịa mấy. À, thích pịa. Anh kiểu anh Đức không thích ăn cứt đúng không? Rồi, mời anh em nhá. Trời giáo nó khác hẳn mà. Không tràn pịa với cả tràn cả thịt sống vào đây này anh Đức này vẫn ăn thôi đấy ăn được ít đúng không, phải có cái món thịt luộc ấy. Ờ, luộc thịt chớm đúng không. Căn bản phải có cái gì đổ vào cái này mới ăn được đúng không. Cái này thì pịa không thì pịa không thì nó phải chịu. Ê thì thua anh Đức anh em ạ. Ừ.
Ngon quá trời. Quá tuyệt vời nhỉ. Lâu lắm mới được một bữa ngon này ấy. Mới lại là anh em lâu không được ngồi với nhau. Mà xuống thường xuyên thì nó không ngon đâu. Đúng rồi. Lâu lâu mới xuống ấy thì nó mới ngon. Đúng rồi, một tháng là anh em ngồi với nhau là mới ngon được. Nhưng mà ngày nào cũng ngồi với nhau ấy, nó còn táng nhau mà. Giống như kiểu vợ chồng ngồi ăn cơm với nhau ấy. Bảo là mặn quá, bảo là ngọt quá là không hợp nhau. Đấy. Nào đây đấy, anh Đức tới canh này. Quá tuyệt vời luôn này, lông tuyệt vời luôn này. Mình phải cho pịa vào, cho một ít lạp vào nữa anh em ạ. Đấy, hồn lún. Như này ăn nó mới ngập mỏ anh Đức ạ. Làm thì nếu như chuẩn xem nó có ra gì phần này nó không. Nó phát vào ăn vào. Tỏi ớt vào. Đúng 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 nó đúng bài của nó. Đấy các bạn ạ. Ngon đấy. Đấy rau mùi thì em vào. Tí là anh ấy đi. Anh thích ăn thì anh ra một vườn mà vặt đấy. Bây giờ ăn không hết. Ăn nhiều quá cũng lúc nào cũng không hết được. Sau này gì? Thơm đấy gì? Ăn thơm. Chủ nhà muốn cho thì phải hái vào túi cho chứ. À thế à. Rau thơm này. Thơm các loại thơm luôn anh Đức ạ. Gia đình mà có ý cho thì phải hái vào túi, hái vào túi rửa giấy sạch sẽ cho vào đấy. Xe đúng không? Cho vào dọn xe, treo vào dọn xe kia. Thế nó mới tình cảm. Rồi kèm một miếng thịt vào nữa, bên đúng nhà còn xào vào đúng không? Ê. Quê bọn em loanh quanh cũng có mà. Ôi, cái cành quá tuyệt vời anh em ạ. Hám tí chú. Nóng quá anh em mà hám bia. Đang nghe anh em mà hám rượu, nhưng mà tí anh em uống hết bia thì anh em mới chuyển sang rượu nhỉ. Rồi, anh em mình buổi trưa thì uống ít thôi. Uống ít. Tối, chủ yếu là tối. Tối ngồi với nhau đúng không? Nhưng mà tối kiểu ngồi với nhau quá kiểu buồn ngủ. Buồn ngủ. À. Nào, đây món lạp đi anh Đức ơi. Ôi dồi ôi. Quá được tuyệt vời luôn này này. Bạn của chú anh về rồi đấy. Thấy ngồi bán hàng rồi mà. Bạn đâu? Bạn trên đấy. Hả? Thấy ok rồi mà. Bạn ở trên á? À? Ừ, về rồi mà. Nhưng mà chưa uống rượu được. Nó còn lâu, tôi mơ là còn uống thuốc một tháng cơ mà. Tưởng méo mồm ra chưa méo. Ê. Mới có một thằng bạn bệnh tận đi thì khó khăn lắm, khăn lắm. Không còn đi trước mình nghe mệt ra ấy. Hết người cung cấp bia anh. Hết người cấp rượu chết rồi đúng không? Người nếu mà người cấp bia, người cấp bia cũng đi nữa thì ăn uống gì nữa. Ê. Chắc phải chơi thẳng đến nhà sản xuất. Không thì mình từ sản xuất rồi anh Đức ạ. Thế mới có ăn. Anh Đức không thích ăn rau này à? Rau này ngon mà. Vì anh em ở nhà quen rồi mình ăn thì đấy, không quen rau này. À đây này, như thế này anh Đức này này. Đấy, phải gói vào như này. Ăn đúng bài của nó. Đấy. Cái này cũng gọi là chớm pịa này này. Anh uống này. Lá rổi này khác nhỉ chú anh à? Ờ. Ở trên nương của bố anh có hai cây. Không biết nó có ăn được không nhỉ? Lá đó ấy. Không. Cái này là rổi nước. Mà rổi rừng thì không ăn được không? Cho ăn hạt nó thôi. Lâu lắm món này lâu lâu ăn ngon nhà anh Đức nhỉ. Với lại là anh em mình đâu có ngồi với nhau thì cả có mang không anh em ngồi với nhau nó cũng cảm giác nó cũng vẫn sướng mà đúng không, chủ yếu là cái có cồn ấy. Chưa mùi thì không phải lo.
có không được mà không được. Căn bản là có cái đổ vào mồm, đúng không? Đấy. Thế mới ngồi được. Không có cái đổ vào mồm thì ngồi nó khó lắm ấy. Anh Đức ạ. À. Này, nước mặn măng này. Măng hốc quay mùa. Ngon lắm anh quá. Mời ăn mà cứ giấu để bên đấy thì ăn. Không sợ anh không ăn được măng. Đấy như kiểu vợ em có thế mà không ăn được măng đâu mà. Ăn được một hai miếng thôi, không ăn no được. Kiểu cảm giác kiểu nuốt nó không xuống ấy. À, để mà ăn thay cơm với thay thịt thì không ăn khó được. Đâu. Đấy, không nuốt được. Vậy ăn chơi thôi. Ngồi ăn chơi. Kiểu ăn giống như kiểu ăn rửa mồm ấy. Đấy. Rồi, lên anh Đức. Cái này anh em mình phải ăn khỏe vào đấy. Không thừa ta đâu, mất ngon đấy cái này. Thừa để anh có gì. À thế thôi, ok. Ăn đi. Ngon lắm. Quá là tuyệt vời luôn nhỉ. Ngon không? Anh Đức có cảm giác ngon không? Ok không? Ok. Ừ, ok đúng không? Bò hôm nay con bò to mà họ mổ ở trong bản sướng lắm. Mình đi mua được ít. Đây chấm 10 điểm. Ừ. Mà hôm mặn đúng không? Mà hôm hơi mặn. Nhưng mà hôm nay không chê được. Ừ. Ngon. Món ngon này còn chê nữa thì cũng chịu đúng không? Thôi, vào đây vơi. Vào ngồi cùng anh em đi. Để cắt cơn đi. Thôi em cũng phải tắt máy để vào ăn cùng mọi người thôi, đói lắm rồi đây. Ai à. Quả là tuyệt vời đúng không anh Đức? Chương trình và video của vợ chồng mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Xin chào tất cả anh em nhá. Bye bye tất cả anh em. Quá là ok.